Dear ladies and gentlemen, today is August the 3rd, 2020. My name is Lily Trung. I am standing here at the Vietnamese American Memorial area in Houston, Texas. Today is a very important day for me because today is the day I officially announced the opening of my campaign for the position of Texas Representative of District 149 in Southwest Houston. Please visit my website at www.lilyfortexas.com to learn more about me and the goal I will strive to achieve as a Texas representative. Particularly for the people in District 149, I am humble asking for your support, lobby, and your vote for Lily Trung in November 2020 election. Thank you very much for your support and your vote. Kính chào quý đồng hương, hôm nay là ngày 3 tháng 8 năm 2020. Lily Trung đang có mặt tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ ở thành phố Houston, tiểu bang Texas. Ngày hôm nay là ngày rất quan trọng đối với Lily Trung vì đây là một ngày Lily Trung chính thức tuyên bố khai trương cuộc vận động tranh cử chức vụ dân biểu tiểu bang Texas, đại diện khu vực 149. Ở Southwest Houston, nơi có nhiều quý đồng hương đang cư ngụ. Xin quý vị hãy vào trang nhà www.lilyfortexas.com để hiểu biết thêm về Lily Trung và các mục tiêu Lily Trung sẽ cố gắng đạt được trong chức vụ dân biểu Texas. Đặc biệt riêng với quý đồng hương khu vực 149, Lily xin quý vị hãy ủng hộ, vận động và dồn phiếu cho Lily Trung vào kỳ bầu cử tháng 11. Năm nay 2020, xin trân trọng kính chào quý đồng hương.